mỗi người lại đến với hát then thông qua một cái hình thức khác nhau. Thứ nhất là cha truyền con nối. Thứ hai là bản mệnh, cái số sinh ra đã phải làm rồi. Ví dụ như tôi này là cái mệnh số ngày xưa là sinh ra là có duyên với nghề. Sau đó đến 12, 13 tuổi tự dưng có những cái mối duyên nó đưa đẩy đến cái nghề nó một cách rất là tự nhiên, mà bây giờ mình không tưởng tượng là tại sao lại như vậy và mình lại làm được như thế này. Bởi vì ngày xưa tôi không biết tiếng dân tộc nhiều, nhưng mà sau khi làm then là tự dưng lại hát được, nói được. Sau đó dần dần là bắt đầu bây giờ là lại nói tiếng Tày một cách rất là thuần thục. Cái thứ ba ấy là cũng là người có căn duyên, nhưng mà phải đi học, đi xem bói hoặc là đi xem mệnh ra là số này phải làm thầy, phải làm then. Thì là người đấy bắt đầu lại đến nhà thầy là lấy gạo lấy gà, đến nhà thầy là lạy vào bàn thờ nhà thầy, thì là nhờ người thầy đấy chỉ dạy cho mình. Theo nghi lễ vòng đời của con người, tức là từ khi sinh ra đến khi một người mất đi đều là có then. Bởi vì then đối với cộng đồng người Tày này thì là một hình thức nó diễn sướng mà nó mang ý nghĩa tâm linh rất là sâu sắc. Từ khi con người sinh ra thì là đã có những kỳ lễ như là đầy tháng, rồi là lễ khai mươn hoặc là muộn mươn. Sau đó lúc đứa trẻ nó lớn lên là có những lễ gọi là hắt véo hắt ga, có nghĩa là cúng mụ, tức là giả lễ cho bà mụ để cầu sức khỏe, cầu học hành giỏi này, cầu con cháu được mạnh khỏe không ốm yếu. Sau đó khi lớn lên nữa thì là có những cái lễ ví dụ như là giả lễ học trò, lấy vợ lấy chồng thì là cũng làm then, tức là để kết duyên, gọi là cát tơ hồng. Trong cuộc sống mình gặp nhiều cái vướng mắc, hoặc là mình gặp có những bệnh tật là tâm bệnh, có những cái bệnh tật mà không lý giải được thì cũng nhờ then đến để then làm cho giải cho, cầu sức khỏe này, cầu tài lộc này, cầu bình an này. Có tuổi một chút chẳng hạn thì là lúc có con có cháu rồi mà về già rồi thì là làm lễ mừng thọ, làm gọi là then củ lường, củ sang củ lão. Khi mất đi thì là cũng làm then, gọi là chuộc bác mạnh. Sau đó đến lúc mãn tang thì cũng nhờ thầy then đến để giải, để làm, để cắt tang báo hiếu cho cha mẹ và đưa linh hồn về với tổ tiên thì cũng là làm then. Nam Tia An Yi.